Anh chị em thân mến, bài trình thuật hôm nay khá dài. Chúa Giêsu nói chuyện với người phụ nữ Samari. Và chúng ta thấy khi Ngài ngỏ lời với người phụ nữ này thì Chúa Giêsu đã bị khước từ. Ngài xin nước uống, Ngài đi đường mỏi mệt, Ngài ngồi bên thành giếng và Ngài xin người phụ nữ cho Ngài nước uống. Nhưng Ngài đã bị từ chối. Ông là người Do Thái mà lại xin nước tôi, xin uống nước với tôi là người Samari sao? Rõ ràng là Chúa Giêsu không được hoan nghênh, không được tiếp đón. Và chúng ta thấy khi đứng trước một sự khước từ thì thái độ của chúng ta sẽ phải tiêu nghỉu hoặc là thôi, không cho thì thôi. Nhưng ở đây chúng ta lại thấy rằng Chúa biến đổi một cái sự khước từ thành cơ hội. Đây là một điều rất là đặc biệt. Ngài không để cho cái hoàn cảnh đó nó làm cho Ngài mất tinh thần, cho Ngài buồn phiền, cho Ngài chán nản. Nhưng mà Ngài lại là cái lúc mà Ngài ngỏ lời với người ta: nếu chị biết được ơn huệ của Thiên Chúa và người đang nói với chị cho tôi chút nước uống, thì chị sẽ xin người ấy cho chị nước hằng sống. Rõ ràng Ngài lại thay vì để cho người ta từ chối mình và mình cũng có thái độ bất cần, bất chấp, thì Chúa Giêsu lại dùng chính những sự khước từ đó để mở ra cho người phụ nữ này vào một cái sự sống mới. Và chúng ta đã thấy cuộc đối thoại nó dần dần nó dẫn tới cái lúc cuối cùng thì cái người phụ nữ lại ngỏ lời xin với Chúa Giêsu cho tôi thứ nước ấy. Đây là một điều mà chúng ta thấy Chúa Giêsu đã biến đổi một cái hoàn cảnh tưởng chừng như là một sự thất bại, một sự buồn phiền, thì nó lại là một cơ hội để người ta, để Chúa gặp gỡ người ta. Và rồi chúng ta thấy diễn tiến của câu chuyện, càng ngày thì cái người phụ nữ ấy càng bị lôi kéo vào trong cuộc trao đổi với Chúa. Và rồi chính người phụ nữ cũng nhìn nhận tình trạng của mình, hỏi Chúa về việc thờ phượng. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu dần dần dẫn chị ta tới chỗ tìm gặp chính Đức Giêsu. Và khi người ấy trong thâm sâu, dù là một người chúng ta thấy là tội lỗi, sống với một người không phải là chồng mình, đi kín nước vào lúc giữa trưa có lẽ cũng là một cái tâm trạng rất là gọi là tránh né người khác, thì chúng ta thấy khi gặp Chúa Giêsu rồi thì chị lại mở lòng ra, chân thành nhìn nhận tình trạng của mình, và Chúa Giêsu đã mở lòng và dẫn chị đi vào trong sự sống. Đây là điều mà chúng ta thấy một cái hoàn cảnh lý ra nó sẽ dẫn người ta tới cái chỗ gọi là thất vọng, mất tinh thần, thì lại là một cơ hội. Nghĩa là biến đổi hoàn cảnh, biến từ một cái chỗ gọi là một cái hoàn cảnh gọi là bi đát, nó lại thành một cơ hội rất là đặc biệt. Đây là điều mà tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị em xa xứ, xa quê. Chúng ta rời bỏ quê hương, chúng ta không ai thích. Đi ra khỏi nơi mình sinh sống không phải là điều người ta thích thú gì. Rất nhiều người trong chúng ta khi có dịp là về quê ngay. Và chúng ta thấy ngày Tết không có ai ở lại đây, không có thích thú gì để ở một cái vùng đất xa xứ, xa quê. Chúng ta trở về quê hương của mình. Và chúng ta coi cái việc di dân hay là việc xa xứ, xa quê là một điều bất đắc dĩ thôi. Nhưng thưa anh chị em, bây giờ chúng ta đừng nhìn cách đó là một cái hoàn cảnh đáng buồn, đáng trách, mà chúng ta phải làm sao biến nó thành một cơ hội. Và thưa anh chị em, chúng ta cũng thấy biết bao nhiêu người có những cái mà người ta cảm thấy đó là những điều nó buồn lắm, nhưng rồi họ lại dùng được những hoàn cảnh ấy. Có một bệnh nhân bị ung thư, tôi đến tôi thăm, sao con thấy tình trạng của con có khá hơn không? Và thưa cha thì nó vẫn vậy. Tôi bảo con có buồn vì con bị ung thư không? Và thưa cha, con nghĩ con lúc đầu con cũng buồn lắm, nhưng rồi khi con thấy rằng nhờ vậy mà con lại cầu nguyện với Chúa nhiều hơn, nhờ vậy mà đời sống đức tin của con sẽ tốt hơn, vậy thì thưa cha con không buồn, con không buồn. Thấy một cái hoàn cảnh tưởng là buồn thì lại không buồn. Một người bên Úc hôm vừa rồi về gặp tôi, dẫn tới bảo thưa cha con ở bên kia con đã bị thế nào, bị ma quỷ nó ám và nó khuấy phá,
Khi mà nó đưa đến cha cái là nó vật ngã xuống. Tôi bảo đem lên gặp tôi đi. Lên gặp tôi thì tôi tưởng là người ta bị tâm thần thôi, nhưng mà đến nơi thì tôi biết là bị quỷ nhập thật. Khi cầu nguyện một lúc thì nó nói lung tung hết, xong rồi sau đó là nó xuất. Tôi hỏi sao con cảm thấy khi cái người đó tỉnh dậy, tôi hỏi con có buồn không? Mà thưa cha không, con vâng theo ý Chúa, Chúa muốn gì thì con sẵn sàng. Tôi hỏi vậy con nghĩ rằng Chúa để cho ma quỷ nhập vào con có tốt không? Người ấy bảo, thưa cha, có một điều mà con thấy bất ngờ là trước đây cả nhà con, bố con bỏ đạo mấy chục năm nay rồi. Gia đình anh chị em con nhiều người chẳng đi lễ nhà thờ gì nữa. Nhưng từ khi mà con bị như thế này thì cả nhà quây quần đọc kinh và bố con đã ăn năn trở về với Chúa. Thưa cha, con nghĩ là Chúa dùng việc này để cứu gia đình con. Con sẵn sàng, Chúa muốn gì cũng được. Tôi thấy đấy là một cái gương mẫu rất là lạ lùng. Cho thấy rằng thì là cái hoàn cảnh không đáng lo. Cái lo là chúng ta có nhìn cái hoàn cảnh ấy và chúng ta có biến hoàn cảnh nó thành một cái cơ hội không? Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận khi bị vào tù, có lẽ Ngài buồn lắm. Ngài phải nói là ấm ức, tại sao Chúa lại bắt con vào tù? Tại sao con là một giám mục, con đang làm được biết bao nhiêu việc cho giáo hội, và bây giờ con lại vào tù thì con làm được gì? Thế nhưng anh chị em cũng đã biết, chính những năm tháng tù đầy là những năm tháng phải nói là hồng ân, mà Ngài đã biến đổi biết bao nhiêu người, có những người muốn tự sát. Thế thì đưa đến cho Ngài và Ngài khuyên nhủ, thì người đó sau này khi Ngài qua Úc, người ta đã cho thấy rằng đây này, cái con đã dùng dây thép con siết cổ con tính chết, nhưng mà nhờ cha đã cứu con, cha đã cứu con. Rồi những người khác, kể cả những người gọi là cai tù, cũng đã bị biến đổi, trở thành những người tốt, kể cả những người lúc đầu là muốn làm hại Ngài. Thì thưa anh chị em, cái cơ hội nó đến với chúng ta, làm sao chúng ta sử dụng được những hoàn cảnh mà biến nó thành cơ hội. Thế đấy là cái điều mà tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị em là những người xa xứ, xa quê. Anh chị em lên đây có lẽ không phải là điều anh em chị em thích thú đâu, nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm được gì đó, mà làm được những điều đặc biệt, đó là biến đổi cái hoàn cảnh của mình hôm nay trở thành một cơ hội để chúng ta làm cho Chúa được nhận biết. Ở đây anh chị em thấy không, không phải là anh chị em gọi là đem Chúa đến cho người khác. Chúng ta gọi là chúng ta truyền giáo, tức là chúng ta đem Chúa đến cho anh chị em. Không phải đâu thưa anh chị em. Truyền giáo nghĩa là chúng ta nhận ra là Chúa đã hoạt động ở trong những con người xung quanh chúng ta rồi. Chỉ có chúng ta có sẵn sàng trở thành dụng cụ cho Chúa hay không. Cho nên chúng ta thấy Chúa Giêsu nói là anh em không có phải vất vả gieo, mà đã có người gieo anh chị em đi gặt mà thôi. Có nghĩa là Chúa đã làm việc. Và tôi thấy rất rõ, có những người mình giúp cho họ trở về với Chúa thì tôi thấy Chúa đã làm việc trong lòng họ rồi. Có những người ngoại, họ rất là tha thiết muốn đến gặp linh mục. Tôi hỏi tại sao vậy? Bảo tự nhiên con thấy Chúa thúc giục con. Có những người tôi chưa biết bao giờ, nhưng khi tôi thấy họ là người ngoại, tôi nói con muốn cha giúp cho con để được giải thoát khỏi ma quỷ, nhưng mà con phải tin vào Chúa đấy. Bảo con tin Chúa. Tôi hỏi làm sao con tin Chúa? Thưa cha, con đã yêu mến đạo từ lâu rồi, con chỉ muốn theo đạo thôi mà con chưa được theo đạo. Đây là cơ hội cho con theo đạo. Rất nhiều người đang chờ đợi, bởi vì Chúa đã làm việc trong lòng họ rồi, Chúa đã hành động trong họ rồi. Chỉ còn cần chúng ta có sẵn sàng để mà trở thành khí cụ của Chúa cho anh chị em của mình không? Và đấy là điều mà chúng ta làm được. Tôi đã thấy rất nhiều các tâm hồn đang chờ đợi chúng ta, nhưng bởi vì chúng ta không bận tâm, không quan tâm và cũng không tha thiết thì chúng ta không trở thành cái gì cả. Không phải là Chúa không làm được, Chúa có thể làm được không cần chúng ta, nhưng mà Chúa cho chúng ta được cái cơ hội đó. Cho nên thưa anh chị em xa xứ xa quê và anh chị em là giáo dân, chúng ta hãy ý thức cái sứ mạng của chúng ta. Ngày hôm nay Chúa Giêsu nói anh em không phải vất vả để gieo trồng đâu, đã có người làm rồi, anh chị em chỉ đi gặt thôi. Mà đi gặt thì thưa anh chị em thấy là vui lắm. Mình đi gặt nó vui lắm, nó không khổ như cái người phải gieo đâu. Gieo hạt giống rồi làm, lo cho nó mọc lên,
Còn cái người đi gặt thì chỉ đến và gặt những bông hoa, bông lúa đã chín vàng. Mà điều đó đã có rồi thưa anh chị em. Chính tôi thấy là nhiều khi mình đâu có gieo được đâu. Mình cứ tưởng là mình đem Chúa đến cho người này, đem Chúa đến cho người kia. Chỉ cần khơi lên, như hôm nay Chúa Giêsu nói là nước, cái nguồn suối nó sẽ vọt lên, trở thành cái mạch vọt lên trong tâm hồn. Và nơi cái người phụ nữ này, cái người mà tưởng chừng như là đang tìm cách chống lại Chúa đó, thì đã được khơi mào ơn sủng rồi. Cho nên thưa anh chị em, hôm nay chúng ta nói đến việc chúng ta thi hành sứ mạng. Chúng ta muốn được thánh hóa, muốn được trở nên những con người nên thánh, chúng ta gọi là nên thánh. Không phải chúng ta làm ra sự thánh thiện của chính mình, mà Thiên Chúa thánh hóa chúng ta. Thánh hóa chúng ta, và chúng ta đón nhận ơn sủng đấy và biến đổi mình đi. Ngày hôm qua chúng ta đã nghe nói về các vị thánh tử đạo, đó là những người được ơn thánh của Chúa để trở thành chứng nhân. Và chính cuộc đời của họ, họ sẵn sàng hiến dâng, nhưng thực sự không phải tự nhiên họ hiến dâng được đâu. Trong lòng họ có một cái niềm vui, họ không đánh đổi với tất cả những cái gì mà gọi là lớn lao xung quanh. Người ta nói là cái này này, đây này được sự sống này, đây là tiền bạc này, đây là vinh quang này, đây là danh dự này, tất cả những điều đó lớn lắm. Nhưng mà đối với các ngài đâu có bỏ để mà mua những cái đó bằng chính việc bỏ Chúa đâu. Tôi gặp một anh em được ơn trở lại. Bây giờ anh đến gặp tôi, cách đây mấy ngày đến gặp tôi, nói thưa cha, bây giờ con thấy khi mình làm người Kitô hữu con hạnh phúc quá rồi cha ơi. Bây giờ con thấy con làm tiền được rất nhiều mà con thấy không cần. Cần một, con bỏ hết mọi sự được để theo Chúa. Con thấy một ngày con dành thời gian cho Chúa ít quá, con lo làm ăn nhiều quá Chúa. Thì cha bây giờ con phải làm sao? Tôi nói anh cứ từ từ mỗi ngày nhiều hơn, dành cho Chúa thời gian nhiều hơn. Và anh cảm thấy rằng con có thể bỏ mọi thứ, không bỏ Chúa được. Hạnh phúc quá. Anh bảo là trước kia con chưa có đạo, con thấy cuộc đời của con nó chẳng có ý nghĩa gì, bây giờ con thấy nó tràn đầy ý nghĩa, con hạnh phúc lắm cha. Và thưa anh chị em, những người được là Kitô hữu, họ hạnh phúc đến thế. Tôi chứng kiến được những tâm hồn như vậy. Và có những người là Kitô hữu mà nhờ mình là công giáo, mình là Kitô hữu mà mình đã vượt thắng được những khó khăn. Họ gặp khó khăn trong gia đình, vợ chồng cãi cọ nhau, tính giết nhau nữa cơ. Và rồi còn tính gọi là coi như là hai người đều có những hành vi gọi là bất xứng và sắp sửa tan vỡ rồi. Thế nhưng tôi không bảo là thôi các con cố gắng yêu thương nhau đi, cầm lấy tay nhau đi, rồi hâm nóng lại tình yêu, những điều ấy vô ích. Tôi chỉ bảo họ hãy đến với Chúa đi, hãy gặp gỡ Chúa đi. Gặp gỡ Chúa thì Chúa mới gỡ ra cho chúng ta những cái khó khăn. Cho nên thưa anh chị em, cái giải quyết của chúng ta không phải là tìm những giải pháp cho cuộc đời. Vậy thì cái việc chúng ta đem Chúa đến, hay là nói rằng chúng ta làm cho người ta thấy Chúa ở trong cuộc đời của họ, ấy là chúng ta dẫn họ, đưa họ bằng cách này cách khác đến gặp Chúa. Khi họ gặp Chúa rồi, chúng ta không có phải lo cái gì cả. Những cái khó khăn nó sẽ tự gỡ ra hết. Khi mà người ta gặp được Chúa rồi thì mọi khó khăn trong cuộc sống này, anh chị em thấy ngày hôm nay chúng ta phải đối diện với biết bao nhiêu thách đố. Xã hội phát triển nó có cái nguy cơ của nó. Xã hội đói khổ nó có cái nguy cơ của nó. Nhưng xã hội phát triển cũng có những nguy cơ của nó. Mà anh chị em thấy nhiều lúc là những linh mục, là những người nghĩ đến cái vận mạng của hội thánh, thì thấy rằng mình bó tay hết phường, không biết làm gì. Tôi thì tôi cho rằng không, mình không có thất vọng đâu. Niềm hy vọng của chúng ta luôn tràn đầy, bởi vì Chúa đang làm việc, Chúa có ngừng làm việc đâu. Và sự sống của Chúa đang có mặt ở đây, ở kia, khắp nơi chúng ta thấy. Nhưng mà bởi vì chúng ta không muốn làm việc của Chúa, không sẵn sàng, không tha thiết, thì mọi cái không đi đến đâu cả. Nhưng ngày nào mà anh chị em thấy chúng ta tận dụng những cơ hội, vậy thì thưa anh chị em, chúng ta là những người xa xứ, xa quê, chúng ta lên đây đầu tiên chúng ta nghĩ đến việc làm ăn để sinh sống. Nhưng bây giờ anh chị em thấy không? Mình muốn quy tụ lại với nhau, mình ngồi với nhau bên Chúa, chúng ta thấy có Chúa cuộc sống của chúng ta khác rồi.
Rồi khi chúng ta quy tụ bên Chúa thì chúng ta lại thấy là Chúa muốn chúng ta làm gì, Chúa muốn chúng ta thực hiện cái gì. Và việc thánh hóa chúng ta là gì? Không phải chỉ là đọc kinh cầu nguyện để mình nên thánh thưa anh chị em, mà phải loan báo tin mừng. Nếu anh chị em không loan báo tin mừng, chúng ta không nên thánh được đâu. Vậy thì việc loan báo tin mừng là thánh hóa cuộc đời của chúng ta nhờ sứ mạng mà chúng ta thi hành. Chúa Giêsu trong cả cuộc đời của Ngài, bất cứ cơ hội nào, thậm chí đến lúc chết trên thánh giá, Ngài cũng lại loan báo tin mừng cho cái người tội nhân mà chúng ta vừa nghe bài tin mừng trong cái ngày các linh hồn, lễ các linh hồn. Cái người tội nhân ấy, nó ở trên thập giá đấy. Và hôm vừa rồi lễ Kitô vua, cái anh tội nhân giờ phút chót, Ngài cũng vẫn làm được công việc đó là đem tin mừng đến cho cả một cái kẻ sắp chết đến nơi. Tất cả mọi cơ hội đều có thể đem đến cho chúng ta cái dịp để thi hành sứ mạng. Vì vậy cho nên ngày hôm nay, ngày chúng ta cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, nhưng mà tôi nghĩ rằng ngày hôm nay là ngày mà chúng ta xin Chúa cho chúng ta cảm thấy cái sứ mạng của chúng ta là đem Chúa đến, hay nói đúng hơn là làm cho Chúa hiện diện trong cuộc đời của họ bằng cách khơi mở ra những cái nguồn mạch đang có trong các tâm hồn. Xung quanh chúng ta biết bao nhiêu người đang chờ đợi chúng ta. Vậy thì sứ mạng sẽ làm cho chúng ta được thánh hóa. Muốn nên thánh không chỉ đọc kinh cầu nguyện thôi, không chỉ làm những việc đạo đức thôi. Muốn nên thánh chúng ta phải là những người lên đường dấn thân đem tin mừng của Chúa cho anh chị em của mình. Và đem tin mừng không phải là cái mà chúng ta không có, chúng ta phải có ở trong ta. Chúng ta phải nhận được cái ơn cứu độ đã đến với chúng ta và làm cho cuộc sống của ta hạnh phúc tràn đầy. Để rồi chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng có thể gieo được cái hạnh phúc đó cho người xung quanh. Anh chị em có thấy mình sẵn sàng làm những điều đó không? Nếu chúng ta sẵn sàng làm điều đó thì chúng ta thấy cuộc đời chúng ta có ý nghĩa. Cái sứ mạng nó làm cho cuộc đời của chúng ta khác rồi. Chúng ta không còn chỉ loay hoay với những cái mà chúng ta gọi là tầm thường của cuộc sống này, mà chúng ta phải làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên với cuộc sống đem đến sự sống, đem đến sự sáng, đem đến tất cả những điều tốt lành mà Chúa trao cho chúng ta để chúng ta thực hiện. Và nếu chúng ta làm những công việc ấy thì thưa anh chị em, chúng ta sẽ làm được những điều kỳ diệu nơi các tâm hồn. Kỳ diệu nơi các tâm hồn là chúng ta nghĩ rằng tôi làm gì nổi, tôi làm gì được. Những người này họ giỏi hơn tôi, họ tài ba hơn tôi, họ có tất cả những phương tiện nhiều hơn tôi, làm sao tôi nói được. Cách đây khoảng một tuần, người ta đưa đến cho tôi một người Hồng Kông. Cái người này cũng là một người được ơn Chúa để trở lại, cho nên người ta bảo con, cha ơi con đem cái người này tới để cha giúp cho nó một chút. Tôi hỏi anh ta là thế nào, bảo anh ta là một người, nghĩa là phải nói là trước giờ rất là giỏi về kế toán và là một người làm ăn rất là thành đạt. Bây giờ nó bị khủng hoảng thế nào đó, cho nên con đưa tới để cha nói gì cha nói cho nó. Tôi cũng chả biết phải nói gì. Nhưng đến nơi hỏi thế con gặp cái gì, bảo thưa cha bây giờ con gặp cái sợ hãi lắm. Người ta nói the biggest fear, con sợ ghê gớm lắm, mà sợ chết đấy. Anh ta là một thanh niên băm mấy tuổi. Tôi hỏi vậy thì con tin vào ai? Ông bố thì là người Phật giáo, ông đưa con tới, còn anh này bảo con không tin cái gì hết. Tôi bảo bây giờ có một cách con, còn có một cách, đó là con cầu nguyện với Chúa đi. Con có biết cầu nguyện không? Mà không, con không biết cầu nguyện. Không biết cầu nguyện là gì? Không khó đâu. Con nghĩ gì con cứ nói với Chúa. Con vào nhà thờ hay con đến một nơi nào hoang thanh vắng, con cầu với Chúa. Con nghĩ cái gì con cứ nói với Chúa tất cả những điều ấy. Và con xin cái gì con cứ nói với Chúa. Và nếu Chúa có mặt, Chúa sẽ trả lời cho con. Và nếu Chúa trả lời cho con thì con biết có Chúa. Chỉ vậy thôi. Con nghĩ gì con cứ nói, rồi cha sẽ cầu nguyện cho con nữa. Hai ngày sau anh viết thư, con đã được Chúa trả lời. Con cảm thấy tâm hồn con không còn sợ hãi nữa. Con vui sướng quá. Con biết Chúa đã trả lời con. Chúa đã làm cho tâm hồn con được bình an. Thưa anh chị em, như vậy chúng ta thấy, nếu chúng ta xác tín rằng Chúa đang làm việc thì chúng ta không lo ngại gì cả. Đừng ngại phải nói gì, phải làm gì. Chúng ta chỉ cần sẵn sàng thôi. Người ta đến, hãy làm cho Chúa hiện diện nơi tâm hồn họ bằng việc khơi mở tâm hồn họ ra đến với Chúa. Hãy mời gọi người ta đến với Chúa, gặp gỡ Chúa, và chính Chúa làm chứ mình có làm được đâu. Vậy thì thưa anh chị em,
đừng sợ, đừng ngại. Hãy biến tất cả những hoàn cảnh của chúng ta thành cơ hội. Và cơ hội của chúng ta là làm cho anh chị em của chúng ta nhận biết Chúa. Cho anh chị em, những người cũng xa xứ, xa quê như chúng ta, họ sống một cách lang thang vất vưởng bởi vì họ không có Chúa, họ không gặp được Chúa. Thì bây giờ chúng ta hãy làm cho họ gặp gỡ Chúa, rồi chúng ta sẽ thấy chính Chúa sẽ làm những công việc của Ngài. Xin Chúa cho anh chị em ngày hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây, chúng ta biết Chúa thương chúng ta, ta biết Chúa cho chúng ta được cái tình yêu của Ngài, thì chúng ta hãy làm sao cho người khác cũng cảm nhận được điều đó. Và điều đó chúng ta cũng mở lòng ra để xin Chúa đổ tràn đầy tâm hồn chúng ta bằng tình yêu, bằng sự sống, bằng ánh sáng, bằng niềm hy vọng của Chúa. Để rồi chúng ta phấn khởi, hân hoan lên đường, loan báo tin mừng cho anh chị em của chúng ta. Amen. Thank you.